Dạ Tùng xin kính chào cả nhà. Khung cảnh quen thuộc cả nhà ơi. Hiện tại mình đang ở nhà của anh Hai. Đem cá bóng qua về tới nhà anh Hai rồi cả nhà. Nhà chị Hai mận. Anh Đạt hôm nay đi giăng lưới. Đi xong kìa, chút lên nè, nhí nữa. Anh em nay qua sông Tiền nhà nè chiến đấu mà. Nhí nay thì bổ câu. Đạt nó giăng lưới, không biết giăng lưới ra kết thì hay giăng lưới có thu đây không biết. Giăng lưới kết á, giờ này đây lưới có thu đâu. Tối mới lưới được ha. Này túi giả chiến nha cả nhà, chứ mình có cái túi đẹp lắm. Túi kia đâu gọi quên nữa. Túi kia hổng đưa cho cô ba đem gì dưới rồi. À. Bây giờ đem về dưới khu dân cư. Có cá một hồi bữa nào có năm cá khác. Túi này chai giống bình thường ha. Ừ. Trước không có trà, không có hồi trước không có trà gì thì đánh dãy đúng không? Bỏ với miếng gạch tàu. À. Cái miếng gạch tàu gạch. Cũng trà à. Nhưng mà trà với gạch hả? Ừ. Xi măng rồi đó. Trà với làm xi măng. Ừ. À hiểu rồi, hiểu rồi. Chắc đi. À. Rồi giờ thì mình có cái túi lưới thì nó mau hơn ha. Ừ. Để chờ cái lần trắng rồi cả nhà ơi, trà chút xíu nữa. Xíu hay cho trắng. Ừ. Ở trong bếp thì chị Thủy đang thắng mỡ cả nhà ơi. Mỡ heo à? Mỡ heo. Thắng mình lấy tép mình kho cá. Trời, cá bóng phải có tách mỡ. Lâu lắm rồi mới thấy thắng mỡ rồi nè. Chứ giờ ăn đồ ăn không à? Thắng lấy tép mỡ mình kho cá. Mà chị Hai giờ bá xài mỡ cá ba sa ta, phải không? Có còn không? Ừ, không biết còn không. Mà không thấy ăn mà không biết còn. Cái mỡ cá kho cũng ngon nhưng mà điều nó không có tách mỡ. À dạ. Ừ. Này thấy cái gì hấu bự vậy? Cái gì hấu mới mua nè. Loại ao hả? Nhìn là biết ngọt rồi đó. Ờ, ừ. À, không. Không ngọt. Chưa có ăn không biết nha. Ta ăn rồi mới thấy ta biết ngọt. Tỏi vô cho tép mỡ nó thơm. Nó teo lại ha. Ừ, teo chứ. Teo mới ra mỡ mình mới lướt tết được chứ. Ở chứ hồi đó em phải ăn này lắm nè. Nó giòn lắm chị. Trời ơi cái này khô khô ha. Nấu cháo trắng ha. Trời ơi còn gì nè. Rồi còn mấy ông nhậu dưới gì không? Lấy cái này nè, cái kho khô, cái để tôm khô vô nữa. Trời ơi cái đầu quạt với lại rau sống ha. Củ qua luộc rồi đó, bầu luộc rồi đó. Rau luộc. Trời ơi nhậu thứ gì chịu nổi. Đang làm gì chị Thi? Sao biết đen? Đang thắng nước màu, nước mắm, đó, đường một ngọt nè. Đạt thấy có màu chưa? Có. Có màu đó. Ừ. Màu đen. Nước mắm nè chi. À bây giờ mình để cá vô. Để cá luôn hả? Ừ. Cá này chị Hai đã mặn xong rồi nha. Còn có trứng nè. Đã hả? Còn cá nó luôn. Còn cá đó luôn. Cá đó. Như đây phải mấy trăm gram chị? 700 gram. 700 gram. Cá mặn gọi hả? Đâu có, mãi chưa mặn chứ. Vậy là cũng ngon đúng không? Này, cá đẹp chưa? Không được. Công nhận thợ mần cá khéo quá ta. Ai đặt cá mà bự gì vậy? Ai đó? Cái câu này là được nhất nãy giờ. Đâu ai đặt cá bự hả? Chị thấy cá bự không? Đó. Mà thấy đẹp rồi đó nha. Một hồi nó thấm lên màu nó mới đẹp đó. Mới rồi con trắng con đen à, con trắng đen ra gì đâu con đen là hết rồi hết bạch vô thường mần cá này là quá đẹp luôn mần cá khéo quá cái này mình mần theo công đoạn hả ta công đoạn chứ à, em Đạt mình đi đặt rồi em Đạt mình đi đặt cái bóng rồi à về cái chị Hai bỏ mần hả chị Hai hả chị Thủy khen chị khen chị mần cá bóng nó khéo kìa thôi gì mà thôi ta khen mà thôi rồi giờ tới bà thợ nấu bà kho cái chị ba mình ra tay làm món nha
Chính xác là kho tép mỡ hả? Tép mỡ, cá bóng kho tép mỡ. Cá bóng, món này gọi là cá bóng kho tép mỡ nha cả nhà. Tép mỡ mày ơi. Tép, tép mỡ. Gì sao phải vậy đó? Tép mỡ. Vậy là tính chính lại là cá bóng kho tép mỡ nha cả nhà. Ôi, đúng rồi đó. Ủa nãy con nói gì quên rồi, em nói gì quên rồi. Tép. Tép hả? Lửa đau bự rồi, đau bự rồi. Tớp mỡ hay gì sao? Tớp mỡ. Cái nhà đây là dì sáu của mình. Bây giờ chờ nó sắp xuống. Em qua phụ không chị Thi? Thôi khỏi được rồi. Vậy là giờ đặt 15 cá, vô 5 cá hay ngọt chứ trời. Ủa bữa nay bộ vậy là thắt cá hả? Thắt rồi đó. Wow. Tại có mấy cá đặt mà xong có mấy vậy con hạp cho nó. Ủa đặt đâu? Thì bên em á. Ở đây có rất nhiều nước thôi mà đặt cá bóng đen. Ồ bây giờ có, bây giờ cũng có chuyện không đi cho nó đi đâu. Góc lùng đặt cá bóng đen, bây giờ có góc lùng đâu đặt nó không phào phào. Vừa sao? Đây nhà mình chuẩn bị thêm đồ để nấu canh cả nhà. Có cải, bầu. Được. Hả? Luộc không ơi. Ủa không ai nấu canh hả? Không. À quên, cái khô quẹt mà. Có một sự sai lầm thú vị nha cả nhà. Cái này mình luộc. Hôm qua luộc quẹt khô quẹt ngon lắm. Đậu bắp đúng rồi, đậu bắp đúng bài luôn. Rồi bầu đúng bài luôn. Sao đẹp chưa? Vừa vừa đúng không? Gần gần tắt lửa chưa? Gần tắt rồi. Bọt mình cứ để đâu có dớt chi phải không? Dớt chưa? Dớt hả? Tưởng kho để luôn chứ, bọt ngon. Ừ. Bọt ngon. Ủa không phải hả? Bên kế bên là cái nồi mỡ chị Thủy nãy thắng này nè. Để dành mình chiên xào đồ. Cũng dớt bọt ha. Cái này mà phải có mình có cái ơ đất nữa là đúng bài luôn đúng rồi chị. Kho nồi đất nó ngon em ra ha, nó còn soi 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 ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tép mỡ vào. Có tép mỡ là mới ngon nha cả nhà. Mỡ cái bóng nó mới ngon mềm. Cơm chín rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Dạ. Cả nhà ăn cơm. Con ăn gì? Đây mình giới thiệu cho cả nhà. Đây là dì Sáu mình. Hello dì Sáu. Hello. Cơm. Đây là chị Ba. Hello. Đây là anh Đạt cả nhà. Em Nhí. Đây là anh Hai mình. Đây chị Bự, đây là chị Bự. gấp luôn mày hả? Này có ba đứa gái lên thăm chị Hai với anh Hai cả nhà ơi. Hai đứa nó mắc cỡ nó ngoài không chịu ăn cơm mà. Mình có nhỏ Út nó ngồi kế bên nó gấp đồ ăn cho mẹ nè. Thấy con? Rồi. Này như là kế hoạch ban đầu anh em mình đi đặt cá bóng. Về nấu cơm ăn. Về mình kho tớp mỡ. Tớp mỡ. Đó. Dài vô, vô anh. Cái này kẹp miếng dao đây hai quết vô hai còn lũ đạn lớn
quất quất à. Rồi nè, bây giờ có mình đây quất. Các bạn thử nấu thì quyêu cái món này hôm qua có món quất rồi, cá bự không à, mời cả nhà nha. Đó hôm qua đặt hấp rồi, hôm qua đặt không chạy con nào vậy. Anh Sáu hôm qua luộc ăn đậu bắp không? Đây là bữa cơm thường ngày ở gia đình mình nữa vậy. Hôm nay có dì Sáu mình chơi với mấy anh em gom gom lại ăn bữa cơm thân mật. Quá thì miếng cải nha. Miếng cải nha. Chị ăn cá bóng đi chị thấy. Thật sự. Ngày phải không? Ăn tắp mỡ. Ừ, con cá bóng mà. Sao thế nào nha. Dột. Không. Không. Hả? Kiếm con cá bóng nào mà ố quên không quên còn có cá sặc mà có mặn không? Được ạ. Không có thấy cá sặc. Vậy là nay mình kho gạt đi cá bóng luôn hả? Tưởng đâu có hôm qua được hai cá sặc. Không nghe, đó. Có tóp mỡ nữa đó nha. À, đúng rồi. Nhưng mà hôm qua được hai cá sặc, một con là em đặt dính, còn một con là mà Út đặt dính. Ê, có thấy có cá con cá lòng tông bị chết. Đúng rồi, thêm con lòng tông nữa. Lòng tông cũng. Mà để không có được lâu không? Mấy con cá đó đâu bằng con cá bóng thì mình để lâu được, dọng tới nay được. Đây mình nghĩ nè. Rồi, nay ăn cho no nha, lấy sức đặng kéo câu nha. Nào chứ. Nào chứ. Này rồi bắt cá khủng này nha Nhi. Anh em mình ăn xong cơm rồi cũng lên đường đi mà thăm câu thăm lưới nha ơi. Hai em nó văng hết rồi. Vậy này vô đợi nước chút xíu anh em mình lên đường. Mình ăn cơm mà bây giờ mình đi ăn thăm câu thăm lưới mà mình bán. Dạ. Nè, công nhận chị Thủy bữa nay luộc rau nhìn thấy tươi quá. Cái này lửa vừa tới mới được cái màu này nè chị Thủy. Thấy không? Chín quá không ngon. Chín quá nó mềm lắm. Dạ. Không quẹt lại vậy đâu không? À, đúng rồi đó. Đó vậy nó quẹt chứ. Quẹt nhiệt tình lên nó được chứ. Nhờ vậy hôm qua nó có đống quẹt nè. Nào. Ê, nãy giờ có ai review tức mở chưa? Tức mở hấp dẫn lắm nha mọi người. Tính ta đầu tôi. Đây, chị Hai nè, kêu chị Hai review tức mở đi ơi. Chị Hai mở kìa. Chị Hai ui tức mở lắm. Ý trời ơi. Rồi. Ăn miếng tức mở kìa. Rồi. Giòn giòn nó ngon ngon nè. Trời thằng quen. Tức mỡ là một món đặc sản đó nha. Bây giờ dân Sài Gòn ít ai ăn lắm. Tại vì ta sao mập thì sao? Ta ít ăn lắm. Người ta ăn giòn ăn không à. Bà con mình giờ cho ăn giòn ăn nhiều. Nhưng mà lâu lâu mình ăn lại rất là thơm. Tụi mình ăn cả nè ơi. Nãy giờ chưa có ai ăn gì? Củ cải đỏ đúng không? Nay mình quét miếng củ cải đỏ này. Cái này phải không? Dạ. Quẹt qua quẹt lại. Đây. Này củ cải đỏ. Tấp mỡ luôn nha. Mời cả nhà dùng tấp mỡ nha. Tiện miếng à. Thật gì đủ chua, chỉ miếng. Vậy mà nãy tới giờ em tưởng đứng quay còn không được ăn chứ. Nãy giờ nhiệt tình quá cho con cà tôm. À cảm ơn chị Hai nhiều nha. Ừ. Tà cà tôm tới đó. Bởi vậy. Chị Hai cái đồ ít mà chị Hai phải cho mình hết nguyên trái, nãy thấy có 4-5 trái gì hả? Cảm ơn chị Hai nhiều lắm nha. Năm cái càng cho càng đòi nữa. Thôi, con có bóng. Đây là con có bóng rồi nè. Này có bóng có mọi nè, con nhớt. Nó có hai tên hả ta, phải không? Này. Ừ. Cái bóng này ngon hơn mấy bóng kia. Ủa con có bóng nãy là cái bóng gì? Tụi chứ mời cái này nha. Bóng nội, bóng đen, bóng nhớt thì bóng. Rồi con cá bóng nào là con cá bóng đen thui là nhìn con có bóng đó. Thế một đó. Cá dễ nhuyễn, cá dễ không nhuyễn. Nhảy to là ba con vừa. Cắn con miếng ớt luôn rồi. Cái cắn miếng ớt luôn nha anh nè. Chị Hai cho rồi phải ăn chứ chị Hai. Rồi. Ăn cả tôm đó. Ăn tôm. Chơi luôn à. Con ngựa nó hơi vàng vàng. Trời ơi, ăn nữa trần tôm ngon quá. Nó nút cho tổ, nút cho. Trời ơi, nó cay. Nó đã cuộc đời. Rồi mới có cắn không mà đâu có dám nuốt được nè. Còn có nửa cái trái bên đây nè. Đâu có dám nuốt đâu. Ê, nó láo. Trời ơi. Trần tôm mà cay. Quá, đồ quá ăn cái này hồi. Nó trần tôm mà cay là đâu láo hả? Thôi cho cắn thôi chứ không có dám nhai. Cái con của mình thì để ra cho mình đâu có bỏ lại đâu. Đó, bỏ cái đầu lại. Mình ăn từ từ. Quá ngon cả nhà. Quá đã. Miếng như cái này nè. Khổ qua đắng đắng màu quạt chứ cái này nữa. Quạt phải có tép mỡ mới ngon nha. Gẹm vô. Đúng rồi. Ngon. Ê, nữa nè, cái hơi nữa nè. Tép mỡ. Ăn đi nó chuyện hầu đúng miếng dẻo. Ngon. Quá ngon mọi người ơi. Bữa nay trời lạnh á, trời mưa nè. Khô quạt không gì ăn khô quạt là đúng bài luôn.
cơm nước xong rồi cả nhà ơi, mưa quá mưa. Em Đạt mặc áo mưa lên đường đi đi cuốn lưới à. Còn bên đây mình với em Nhí. Đó. Có chùm cậu. Gì nữa? Lấy cậu hôn nó bộ cái chùm này nè. Trời mưa phải áo mưa cả nhà ơi. Nay anh em mình dầm mưa, mong bà cậu độ. Ây da. Cái nào? Mong mà cậu độ dính con cá bự thiệt bự. Cái gì quấn hai ba chỗ rồi không? Rút rồi cho nó gọn. Cơm chung gấu trên này trời, còn chậm dưới nè. Đứt luôn hả? Đứt luôn rồi đó. Rồi. Hôm nay mắc mưa mà gặp đứt câu nữa cả nhà. Mới chưa có kéo được cái vườn câu lên, mới có cái phao à. Đứt không? Trời trời, đứt hết trên đây luôn mà. Đứt. 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 Chung mới chẹo. Có ở nhà chạy xe hoa ăn cá bóng khô khô đâu có chịu đâu. Chạy chuồng mới chịu nè. Chó mưa cả đáo luôn. Sao rồi, sao rồi? Anh em mình lên cái đầu phao trên này coi. Thôi, nãy giờ cực khổ đủ rồi đó. Bây giờ tới lúc mà thuận lợi rồi, mong bà cậu đội cho anh em con nha. Công việc thuận lợi đi. Rồi, chào ông cô bác nha. Hôm nay anh em mình kiếm cá bự. Nãy anh thấy mưa quá cả nhà ơi. Rồi anh em mình tranh thủ đi. Giờ có dịp chào mọi người. Sao rồi, sao rồi? Có cái hàng đơn không à. Nó giọng ra cho mày một cục luôn. Vậy hả? Nay em Đạt mình tính đi bổ cá thu mà kiểu này là rồi luôn rồi. Mưa cái này đi về luôn rồi. Qua cho dầm mưa cho mát ha. Qua tắm mưa. Tắm mưa. Thôi mấy đội anh em mình vào trận đấu nha cả nhà. Trọng tài thổi hồi còi mở khai cuộc. Bớt mưa rồi đó, đỡ rồi đó. Thì cuốn tốc độ mà. Ừ, bảo ơi cuốn vậy chứ. Cái dầm bự quá bự ha. Dầm. Có năng nỉ nữa chạy. Nè bây giờ mày giật máy rồi chạy. Mày dụng cho nó kìa, tao cuốn lên là vừa. Chứ mày bởi theo gì kẹo tao mà bởi. Tao bao chút cái gì rồi. Kiếm cho tao ăn tôm. Kỳ á, càng thiệt đó hả? Ừ. Anh tưởng con nói chơi. Đó, con cá đó. Càng cũng không được bự nữa. Này tranh thủ trước khi thả lưới cá thu thả thêm khúc lưới chụp cá cày hả? Mà không có gì hết trơn. Chụp cái bờ chơi với cá cày chưa chụp với đó đó. À. Nước chưa im chưa chụp. Không đất nước cái này không trời mưa là không còn không cuốn chụp lại ai. Không bắt con gì nhưng mà. Nó đó. Cá gì đó. Đó, có cá có cá. Cá như hú hả? Hú. Ơi, hú anh hai. Nó cái này mùa của nó mà. Nó hôm nay đi qua dân cá bán cho anh hai mà. Quán rẻ cho anh hai tao mua 6.000 quán hai 2.000 thôi. Để có chịu mối chưa? Hả? Để có chịu mối với anh hai chưa? Tại vì gì bắt mối rồi chứ trời. Ây da. Rồi, cá anh hai mọi người ơi, cá nhỏ quá. Không có bẻ gai luôn nè, để gai nguyên luôn nè. Giờ thả nhiều. Anh hai thăm câu à, em Đạt bơi theo quyết liệt ha. Không kể vậy. Cho mọi người dầu không? Dầu không nè.
thôi, mời em có kịp đâu. Còn chút chút lên về rồi. Cao dính cá sấu bự bự rồi trời không. Sao bữa nay cá sủ đi đâu? Cá sủ là chứ quắc là nó không vô bờ rồi đó. Cá gì đây? Đó, cá hai nữa kìa. Cá hai mấy con này là sao gỡ? Cái này vô mùa đó. Quá tai. Mấy con này nó nuốt trong âm phủ trong. Ủa, cắt lử không biết nó sống rồi. Cắt lử nó dính cái lử trong cũng chết. Đường nào cá này chắc giữ không nổi quá ha. Hai chỉ đục đi đóng thì đi gỗ đi gỗ đi lấy ra sâu cá sấu mấy cái hút nó hút tự cái này chắc cắt hai không quá biết giờ nãy kêu hai đi cứu hả chạy theo kêu tàu heo chạy ra cứu sao mà bán được câu lại trăm ngàn đó. Nói nói chơi thôi chứ trời, dễ à cưng. Cái này cá sấu bự đang ăn câu nè. Đùa là cá ngát ăn nè. Giờ anh đi cưng coi rồi cá ngát hay cá sấu ăn trước nha. Đã. Cá ngát trước đó. Anh nói cá sấu đó. Chứ em chưa thấy con gì đó. Từ từ. Đó. Đó, đợi đợi, đợi đợi. Bự từ từ nhé ơi. Cá luôn đi. Cá bự đi. Cá gì đó? Cá hú. Cá hú hả? Canh tèo đó, canh hai. Thấy câu đó hay chưa? Gói đến câu luôn luôn. Thầy quá đặc ơi, hú luôn. Chạy sao hay chạy. Câu có đặc không vậy? Giờ tới con có nhiều quá mà. Gì cháu gì nhào gì đó nữa kìa. Không. Giữa này hai ngàn. Con đỏ không chạy. Cái lựa. 2.000 con tính ra là vẫn rẻ nha bạn. 5.000 con, cái này nè có ba sao với 2.000 con. À. Có đúng hàng tỷ. Hàng tỷ không. Chỉ làm trò ngộ hiểm đi ta. Chơi vô vô không. Ông tàu ông cố thủ ông né cố thủ đứng đây là cố thủ luôn à bước qua gãy gãy miếng dáng rồi sao có quá xa đó xa ừ có quá xa cái này 2.000 không 2.000 cái kia 5.000 kiếm tiền xăng cà phê pháo rồi được ha ông dù sao phải dính vài con cá sấu bự đi kiếm tiền chứ nãy giờ không có một cái thu dâm luôn. Ừ nãy giờ không có thu dâm. Ê cái kèo của hai anh em mình vẫn còn nguyên nha. Kèo gì? Thì kèo cá sủ với cá ngát. Nãy giờ chưa có gì lên chứ á. Ngoài dân ngoài xa này có à. Vậy thì có cá ngát, cá sủ. Có chứ không? Ở đâu cũng có. Thôi à. Cá sủ thấy mạnh hơn á. Ở đâu cũng chứ. Đâu cũng có cá ngát, ở đâu cũng có cá sủng chân á. Đóng đá bên cồn mà dính cá ngát cày cày lắm thôi. Bình thường. Đóng cho nước sao dính cá ngát vậy ta. Đóng đá thì một nước còn bị này cũng có nữa không? Có gì. Nó có lên nhớp hay gì vậy? Ai biết đâu. Chân là ổng đóng đá dính cá hồ hoài luôn. Thì mấy con cá đó lên xuống thôi à, còn lấy ngát kìa. Kèo này đâu dưới đây chưa sổ là không có về đó, nha bự bự lên rồi con này chắc 10.000 quá bự chắc 10.000 à con cá này lưới 7 tầng ở dần dưới đó
đỡ trời, chơi chơi đỡ trời. Ê, mình phải thủ với Lạc. Phải cút lưới vẫy phân của em mà lặn hôm nay đóng thả cá đó đó. Thả có mấy ngày mà không lưới neo tôi quặng quá thôi nghỉ thả luôn. Chụp chung vào vẫy. Điện, anh điện hả anh hai đây lên nhà lấy tiền đi. Đừng mua cá hú nè chạy. Không có ổng trong cái hộp luôn á. Ừ, tiền lúc nào cũng có trong hộp đây, yên tâm. Trong cái lon chứ. Cái lon á. Bữa nào mình gìn gìn cái mình giấu cái lon không. Chà cái này xuống đầu neo đi, chở dưới dính dữ à. Xuống đầu neo nó dính xuống dữ à. Đầu neo nó dọn cục rồi. Nó dọn lên tới đó đó. Lôi thảo lên tức mẹ luôn rồi. Rồi. Có được không? Bữa nay biết đâu đi ngang mỗi hai có cá sao nhỉ? Thành xui. Em ngang cái bò đỏ là dính cá ngáp bự bự với cá sủ bự bự hoài luôn đó. Câu quá. Ngang đây nè. Còn nghĩ dân câu là đi ngang phòng cái mỗi hai là ổng gì gớ vậy. Dạ không hợp, em đi ngang đi cá ngáp chứ mấy luôn. Cá sủ cu ký chứ mấy không đó. Phải lắm trầm vào không đó. Nè, phình lên con cá ngáp. Nhìn sợ. Phình lên cá sủ bự nè. Trời ơi, con cá sủ chứ. Rồi, em thua rồi. Em thua rồi. Có hiểu chưa? Có, em thua rồi. À, rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tới thời điểm này. Kèo mình đã thắng rồi nha. Trời mưa là cái chỗ bự đi mới đúng nha anh đồng. Trời, có cá sủ là ăn hả quý. Rồi, có cá sủ cái nè. Giờ này con cá ngát 5kg lên cũng còn thua nữa. Có ha nữa chưa? Mày không lên rồi đẩy chết rồi còn đẩy nữa. Em dự dính cá sủ bự kìa không lo. Trời lâu lâu chọc chơi mà. Đó là dính rồi. Có cá mà thấy chưa? Có cá kìa thấy chưa? Gòn gòn. Ngay nè. Cá gì? Cá ngát nè. Đó cá gì trắng đơn kìa. Trời ơi nó bự. Trời ơi, con siêu to luôn đó. Bự nhất trong mày nãy giờ. Cá hú luôn có chịu. Ừ, cá hú này mới nở thì sáng. Con mày nhiêu đã? Con có 2.000. Cá hú là 2.000 hả? Vậy rồi. À, quá nhỏ, quá nhỏ. Thằng đại bắt ra giá. Tao nghe con cá giật mà đâu thấy. Cá đó sao giật nổi? Ai biết tao nghe. Con cá sủng mới sức nổi sao không đi lụm cái. Biết đâu. Biết đâu được. Dân câu ngủ ủi hay lụm cái sủng. Với bệnh bệnh nè, hay lụm cái sủng bự luôn. Đó. Cá hồng. Anh xích giả rồi mày để trúng móp xuồng mày đó. Lúc mình lên trúng móp xuồng mày đó. Nè chứ cái sủng bự là bị kinh này nha. Cái hình kỳ luôn. Nó xa, ổ hình kỳ. Trời ơi, giờ có dây rồi, hai con luôn. Còn không, con đó nè. Cá chân kỳ đi cho bán đều luôn, 500 nổi con luôn. 2.000 trời. Còn cái đèn không chớp thả tới sáng, thả tới khuya. Đâu quá. Con này mấy ngàn, tao 10.000 quá. 12.000, bự lên con 10.000 nãy phải. 15.000 quá. 12.000 lên từ từ chứ. Một cá này mừng có mà chừng 1-200kg nha anh ta. Có chừng 500kg thả một dèo luôn. Ừ. Luôn một lỗ nó luôn chừng 500kg cá giống này. Ngon. Ngon. Mà mình thả này lọt sọt lắm. Phải không? Hả? Mình thả này lọt sọt, sọt. Con bự con nhỏ nó to. Nó to là cá đỏ nữa kìa. Con này mấy ngàn đây. Nãy giờ là hơi u rồi đó. Con này 15.000. 15.000 sao có. Cá này đứng 7 phần. Không có thứ 7 rồi có chút xíu rồi. Nãy giờ nhí, nãy giờ sao không có cá ông Quốc đồ mà toàn cá anh hai không nha? Cá Quốc và Thanh, chị Thanh nữa ha. Ừ. Cá anh hai còn. Trời đó, cá phèn luôn. Phải là dù sao cũng đủ ăn chứ ngoài không có cá của chiên. Có chút tiêu tưởng đủ ăn rồi chứ trời. Cá phèn nhảy lịch bịch là sống nè. Không, không, màu nữa. Màu cá thông phấn trụ luôn. Không nói tôi hoài. Đó. Thấy chưa? Hay lên đèn hay có cá sủ liền thấy không? Lên đèn liền. Đó. À,
đi đi con cá sủ rồi. Quá trời con luôn. Hai con luôn bỏ vậy, còn cái đèn là không đổi lên luôn. Còn nè. Đổi lên cho lại. Thấy chưa, thấy thay đổi hùng thủy thấy có khác liền thấy không? Chám thầy rồi. Tối rồi phải đậu đèn rồi lên mới thấy đường chứ, bắt cái sổ bự chứ. Tại chám thầy diễn kìa, đó. Trời ơi. Con cá diễn cá cho bạn. Phải không ạ? Con cá cho bạn đó. Cá này 20 ngàn hết ạ? Con cá 100 ngàn. Ê, con cá vàng nín hả? Cá cho bạn. Ô, cái này đuôi vàng nín hả? Con cá cho bạn đó. Nó giống cá bột lào lắm đúng không? Ờ, ghi gan con lào cá cho bạn đó, review đi. Wow, 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 wow. Vậy hả? Cá cho bạn đó. Wow, wow, đã gì? Cá hồng à? Mẹ lấy đèn em nè, review đi. Nó đây em lâu quá. Cá cha bằng đó. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Ừ. Rồi, mừng đèn đẹp đây. Sao đẹp? Đây á, mình không hút thuốc, không có thuốc hút đây nữa trời. Ôi, đây là con cá cha bận nha cả nhà. Cái đuôi nó vàng kiểu như con cá ông lao đó. Ồ, đây, con cá này mắc tiền lắm chứ đúng không? Dội chưa? Không để nó con trăm cá ký, cá bự cái này hả, cá bự. Ừ. Vậy hả? Ừ, yeah. Cá cha bằng đó, về hồi thả cho mẹ nuôi thử coi. Đây là cá cha bằng hồi về nó thả bạn ha. À, ừ. Cá đầu nó giống con cá vồ à, cái giống nó cũng thon quá ha. Ừ, nó gà cá này ngon lắm chứ ha, phải không hả? Cá này ngon lắm chứ ha. Ừ, hiếm lắm đó, cá hiếm này cả nhà. Hồi mấy năm trước dân câu dế bữa ba ông con có nữa, nhỏ nhỏ vậy đó. Hiếm lắm, giờ à. Ít rồi. Ở trên nó có cái chốt nó như cái lao này, nhỏ liễu à. Nè, cái đuôi gan cá bột lao không? Đúng rồi, cái đuôi nó vàng đó nha. Đuôi vàng nín à. Ê, mà em coi cái chốt gai trên nè. Ừ. Nó nhỏ liễu à, bé ngót luôn á. Vô hỏi cá cho bằng, vô hỏi anh Tèo kìa. Ông làm con 25kg. Ồ, đi cá cho bằng đó nha. Hồi vô hỏi anh hai kìa, hồi vô cho anh hai cũng đuôi tới 25kg giống cá một lần kìa. Ồ, cái gai của nó khác với gai của con ba sa với hú là đặt ơi. Gai khác, nó nhọn hơn đó. Nó giống giống cái xanh kỳ vậy đó. Ừ. Rồi con nhớt nữa nè. Rồi, mấy dòng da trơn mình gờ vô cái con này nè. Dưới làm đó. Gì làm em đi à. Em bơi ra đây em bổ. Rồi em đạt mình lên đường săn cá thu coi rồi. Rồi chúc may mắn nha. Rồi. Rồi nghe la rồi biết nha. Ừ. Vậy là hồi trước cậu Út cũng dính được con cá tra bần mà 15kg cả nha. Còn anh hai mình thì dính được con tra bần này mà 25kg. Cái giống cha bần nó thuộc hàng kiểu là thủy quái nè, nó lớn con lắm. Tới cá anh hai rồi. Trên con cá anh hai nè. Con này nhẹ, con này gỡ được. Ok. Ủa kìa, ủa kìa. Tới ổ mà. Tới ổ cá anh hai rồi. Cá bố mẹ anh hai mất hết rồi, cá con anh hai cũng bắt nuôi luôn. Tính ra anh hai không tha con gì nha. Thì bắt bố mẹ phải nuôi nó chứ. Đúng không? Bắt bố mẹ nó rồi, giờ phải bắt cái con nó nuôi nó chứ. Chưa nó chạy. Trời ơi, cá sủ kìa, trời trời lỗi kìa. Con gì á? Sủ. Trời ơi, cá. Ừ, lừa không nghe nữa đó. Nước chưa được mà gấp. Mày từ từ, mày hỏi cá sát nó quất tao bây giờ. Còn cá sát là gì, là nhà là mày khỏi chơi với ai luôn đó. Mày hù tao rồi. Mày lắc hình nói vậy đó. Cá sát. Ồ, cá sát con mập con ốm ha như vậy nhỉ. Nè, chỗ ghen. Vậy là con được con cá. Con dính trước mập coi bụng rồi nè, quá à, chuyện bụng. Con mới dính thì thon. Con cá bự thiệt bự lắm. Cá sủ. Ô. Cũng được. Không mà tép gông mà cỡ này đều lên hoài là được rồi, ngon rồi. Đừng rớt cả nhà ơi. Cá sủ nãy giờ cũng được 5 con.
cho nguyên bụi tre lên luôn hả? Bụi tre cá hấu quánh hai thì quá. Nãy giờ Lộc Bình nó lôi cái phao nó giòn vậy nè. Con gì hay cái bọt gì đừng có lạng 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 vậy. Chết chết lắm. Ú anh là hai. Nhẹ nhàng thịt cạo nha. Cá hấu. Để gỗ đi mấy. Hết chưa? Ủa ba ơi. Rồi hết câu rồi cả nhà ơi. Rồi anh em mình về tới bè anh hai cả nhà. Bắt mớ cá này thả vô bè anh. Hai con rồi đó. Ba. Bốn. Trường cái cho bằng lại phút cuối coi cái nữa nha. Năm. Sáu. Bảy. Chọn luôn. Có cái gì? Biết thanh kỳ vậy hơn cá thanh kỳ 8 ừ con cá bà xa 9 còn đây là cá thanh kỳ kệ nó trong luôn xuống con xuống con xuống con xuống con rồi mình đếm ra được nhiêu con 11 xét nhẹ nhàng với mình. 13 bà nội thanh kỳ lưu quy luôn đi. 14 tên cá trà chưa? Còn cuối cùng con cá trà đó không? Con cá trà công nhận nó lạ thì ai ơi nhìn nè nó ghê không? Có lỗ xúc luôn nào vậy mà nãy giờ không thấy. Ừ vậy mà kêu cái mới gỗ hai giấy. Rồi vậy vậy bắt thôi giống gỗ nè. Không mà công nhận cái anh coi cái gai của nó nhọn hơn nhiều chứ ơi. Nó lạ. Rồi ok rồi đó. Chứ mình được cái coi. Mấy con cá sủ ta, 5 con cá sủ cả nhà ơi. Chứ con cá phèn à. Bữa nay màu tép gông hôm nay coi như thất thu rồi. Anh em mình ít đó. Thôi dù sao cũng cố gắng em ơi. Dạ, trời dạ. Anh Tùng ơi, cái ghế của em anh ngồi cũng cãi mấy cái gì xù em. Ê, cái ghế một rồi nha, không đó thừa anh được nha. Trời ơi. Ghế một rồi nhí ơi. Hết riết chứ. Rồi, thôi giờ Tùng xin kết thúc video này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye mọi người.